bày sinh vật cảnh và hàng thủ công mỹ nghệ diễn ra từ ngày 22 tháng 11 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2019 tại khu đất làng nghề phường Vạn Phúc, quận Hà Đông. Trân trọng kính mời quý khách chị và các bạn cùng toàn thể nhân dân đến với tuần lễ trưng bày sinh vật cảnh và hàng thủ công mỹ nghệ tại Hà Đông năm 2019 diễn ra từ ngày 22 tháng 11 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2019 địa điểm tại khu đất làng nghề Vạn Phúc, quận Hà Đông. Triển lãm quy tụ các làng nghề truyền thống từ khắp các tỉnh thành trong cả nước với hơn 10.000 tác phẩm tiêu biểu của các nghệ nhân nổi tiếng như đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp, tranh nghiêng, đá quý, đá phong thủy, đồ đồng, đồ thờ, các cảnh cây con cao, tấm kính quảng đại có tính quảng cao, đồng hành cùng chương trình hiệp hội sinh vật cảnh Việt Nam, hiệp hội đá quý, đá phẩm, đá phong thủy Việt Nam, chợ gỗ Hà Nội. Tuần lễ trưng bày sinh vật cảnh và hàng thủ công mỹ nghệ diễn ra từ ngày 22 tháng 11 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2019 tại khu đất làng nghề phường Vạn Phúc, quận Hà Đông.